Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, hôm Chủ nhật mùng 10 vừa qua, Nhật Bản có bầu cử tại Thượng viện và Đảng Tự Do Dân Chủ của Thủ tướng Shinzo Abe thắng lớn và cùng với vài đảng khác đã chiếm đại đa số với 2/3 số ghế nghị sĩ. Diễn đàn kinh tế trù tính tìm kiếm về kết quả bầu cử đó với chính sách cải cách kinh tế Nhật, thường được gọi là ba mũi tên của Thủ tướng Abe. Hai ngày sau, hôm thứ Ba 12, thì Tòa án Trọng tài Thường trực tại thành phố Lahey đã ra phán quyết dứt khoát bác bỏ mọi yêu sách của Trung Quốc về đường tuyến chính khúc bao trùm lên 85% diện tích của vùng biển Đông Hải. Là người theo dõi tình hình Đông Á từ nhiều thập niên, thưa ông nghĩ sao về hai biến cố này ạ? Dạ, tôi thì nghĩ rằng hai cái chuyện nó có vẻ xa rời đó, thật ra nó lại dẫn tới nhiều kết quả liên hệ đến nhau trong trường kỳ. Và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu sau khi phân tích cái hồ sơ kinh tế của Nhật Bản, thưa cô. Nhật Bản thì là cường quốc dân chủ theo cái thể chế gọi là đại nghị, tức là trong ý nghĩa rằng quốc hội giữ vị trí then chốt và đảng đa số ở bên lập pháp đã sẽ chỉ định người cầm đầu hành pháp, tức là thủ tướng. Quốc hội Nhật Bản nó có hai viện, thượng viện thì gọi là tham chính viện và hạ viện là chúng nghị viện. Cuộc bầu cử thượng viện vừa qua là một chiến thắng lớn cho thủ tướng Shinzo Abe và đảng Tự do Dân chủ. Với lại công minh đảng Komito đó và một vài đảng nhỏ thì cái tự dân đảng của ông Abe đó đã đạt siêu đa số là hơn 2/3 số ghế nghị sĩ, trong khi họ đã có siêu đa số tại hạ viện. Cho nên từ nay đó thủ tướng Abe có nhiều quyền hạn để tiến hành việc cải cách kinh tế dang dở từ nhiều năm qua. Và cái chi tiết đáng chú ý là trước khi có bầu cử thượng viện thì ông thủ tướng Abe đã xin quốc dân cho ông đa số 2/3 cần thiết để tu chính hiến pháp, hầu cải cách cái tính chất đại biểu ở tại thượng viện. Và phán quyết của tòa án trọng tài về cái vụ Philippines kiện Trung Quốc sẽ ảnh hưởng bất ngờ đến việc tu chính hiến pháp Nhật, là chuyện mà tôi nghĩ chúng ta có thể tìm hiểu trong phần 2 thưa cô. Dạ, như vậy thì trong phần 1 chúng ta sẽ tìm hiểu về khả năng cải cách kinh tế của chính quyền Nhật, có phải không ạ? Dạ thưa ông, đúng ạ. Cái đảng tự dân đã thắng lớn vì đối lập bị phân hóa, cho nên dân Nhật đã cho thủ tướng thêm thời hạn tiến hành cải cách kinh tế và thủ tướng Abe đã nuôi hy vọng cầm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa sau khi nhiệm kỳ thứ hai chấm dứt vào tháng 9 năm 2018 tới đây. Thế nên nhìn như vậy thì người ta mới cảm nhận được những cái chuyển biến trường kỳ, tức là nó sẽ phải kéo dài nhiều năm thưa cô. Còn về bối cảnh thì sau khi tái đắc cử vào cuối năm 2012, Thủ tướng Abe hứa hẹn cải cách để đưa Nhật Bản ra khỏi 20 năm suy trầm kể từ 1993. Nhưng mà cái yếu tố đại thắng lần đó nó cũng có cái chuyện an ninh khi mà mâu thuẫn gia tăng với Trung Quốc vào năm 2012. Kế hoạch cải cách kinh tế của ông Abe đó thì gồm có 3 phần, cho nên mới được gọi là 3 mũi tên như cô vừa mới nhắc tới đó. Thứ nhất đó là biện pháp tiền tệ nhằm bơm thêm tiền vào kinh tế để kích thích tiêu thụ khi mà tăng mức lạm phát. Thứ hai là biện pháp ngân sách hay là thuế vụ đó để nâng mức lời và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Và thứ ba quan trọng nhất đó là cải tổ cái cơ cấu kinh tế xã hội bị sơ cứng sau nửa thế kỷ ổn định và trước cái nạn gọi là lão hóa dân số của người Nhật. Trong ba cái phần cải cách ấy đó, nan giải nhất đó là việc cải sửa cấu trúc kinh tế xã hội vì quyền lợi cấu kết từ quá lâu. Thế thì từ đó thì nội các Abe cùng với Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương đã giao diết bơm tiền rồi hạ lãi suất dưới số 0 được mà chưa có kết quả. Một cách ngắn gọn đó, thì các cái chỉ số kinh tế cơ bản, thí dụ như là tỷ lệ lạm phát hay là tỷ giá đồng bạc, thì cho thấy rằng là nước Nhật đã đang trở về cái vị trí yếu kém của năm 2013. Cái khung cảnh bất lợi tại Âu Châu, tại Trung Quốc và cả Hoa Kỳ đó, nó chỉ giải thích được một phần của thất bại này mà thôi. Bây giờ thì ông Abe được dân Nhật cho thêm thời gian giải quyết trên thế mạnh, cho nên tôi nghĩ rằng ngoài hai hướng kinh tế tài chính, Thủ tướng Nhật sẽ đẩy mạnh việc cải tổ cấu trúc kinh tế xã hội. Và trước mắt thì trên cái đà thắng lợi của bầu cử, chính quyền Abe có thể đề nghị ngay một số biện pháp kích thích kinh tế bằng tăng chi ngân sách hay phát hành công cổ phiếu để thực hiện một số dự án. Nhưng mà thái độ hung hăng của Bắc Kinh có thể là hồi chuông cảnh báo cho dân Nhật, khiến cho họ nghĩ đến những cái việc cải cách còn rộng lớn hơn nữa, thưa cô. Dạ, Nguyên Lam hiểu là ý ông muốn bước qua phần 2 và nói về phán quyết triệt để bác bỏ quan điểm của Bắc Kinh từ 5 vị thẩm phán quốc tế của Tòa án Trọng tài, thường được gọi tắt theo Anh ngữ là PCA. Thưa ông, phán quyết này ảnh hưởng ra sao tới nước Nhật ạ? Dạ, chúng ta thấy rằng là sau khi mà Tòa án Trọng tài đã công bố phán quyết về cái vụ Philippines kiện Trung Cộng đó, thì hai quốc gia liên hệ ấy liền bày tỏ lập trường chính thức, nhưng mà chính quyền Nhật Bản cũng lập tức cho biết cái quan điểm của Tokyo. Ở đây tôi nghĩ rằng là nó là một cái sự kiện đáng chú ý.
Về nội dung phán quyết đã dài gần 500 trang của tòa án, sau 3 năm thụ lý hồ sơ thì các chuyên gia quốc tế đều đã và có lẽ sẽ cho biết ý kiến của mình. Riêng tôi thì tôi thấy Bắc Kinh đã đại bại về ngoại giao ở 5 điểm. Thứ nhất, Trung Cộng không có thể dựa trên cái gọi là lịch sử của họ mà đòi chủ quyền trên cái gọi là cử đoạn tuyến ở ngoài Biển Đông đó, tức là cái lưỡi bò chín khúc. Thứ hai đó, họ không có thể đòi đặc quyền kinh tế trong phạm vi 200 hải lý trên các cái cụm đá nổi mà họ xây dựng một cách giả tạo rồi gọi là đảo. Thứ ba đó là Trung Cộng xâm phạm chủ quyền của Philippines khi cản trở việc Manila khai thác năng lượng hay là thủy sản chính đáng của họ ở trong khu vực. Thứ tư, bất ngờ không kém đó là Trung Cộng bị tòa án phê phán là vi phạm những quy định bảo vệ môi sinh trong cái Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển khi mà phá hủy các cụm san hô để xây đảo. Và thứ năm sau cùng thì tòa án kết luận rằng vì hai quốc gia đều ký kết Công ước về luật biển, họ phải tuân thủ các cái quy định này của quốc tế. Dạ thưa, sau khi bị tòa án quốc tế bác bỏ mọi luận cứ và yêu cầu phải tuân thủ quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, nhiều giới chức Trung Quốc kể từ Chủ tịch Tập Cận Bình trở xuống đều lên tiếng phủ nhận giá trị pháp lý của quyết định này. Theo như ông nghĩ thì Bắc Kinh có thể làm những gì trong thời gian tới thưa ông? Dạ thưa, rằng ngay từ đầu thì ai cũng đoán là Bắc Kinh sẽ chối bỏ thẩm quyền pháp lý của tòa án quốc tế, nhưng mà họ không sống trên cái hoang đảo biệt lập mà phải tương tác với các nước. Vì vậy là sau khi Bắc Phước cái phán quyết lịch sử này, đã tôi nghĩ rằng họ sẽ lại trở lại cái thái độ cố hữu, tức là mềm nắn dẫn buộc. Nói về đòn cứng rắn đó thì họ có thể hăm dọa thiết lập hệ thống định vị phòng không đi tại vùng biển Đông Nam Á như là họ đã thi hành tại vùng biển Đông Bắc Á vào năm 2013 đó, đối diện với lại Nhật Bản trên cái vùng quần đảo Senkaku đang có tranh chấp với Nhật. Nhưng mà điều ấy nó cũng chẳng gây thiệt hại gì cho việc vận chuyển hàng không của các nước. Thứ hai thì họ có thể là hăm dọa là rút khỏi Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, gọi là UNCLOS. Và thật ra cũng chẳng có lợi gì hơn. Y như Bắc Hàn Cộng sản trưa nay vẫn hăm dọa rút khỏi cái hiệp ước mà tài giảm võ khí hạt tâm đó. Và họ đã rút thật nhưng mà chẳng có làm thay đổi được tương quan lực lượng trong thực tế. Vì vậy mà việc Bắc Kinh đòi rút khỏi UNCLOS như đã hăm he đó sẽ chỉ khiến như Bắc Kinh mang tiếng là hung đồ cực đoan, cho nên họ sẽ lại áp dụng cái chiến thuật cũ, tức là liệu cơm gắp mắm, tùy từng vấn đề mà viện dẫn công ước này theo cái hướng có lợi cho mình. Và sau cùng nữa thì tôi nghĩ Bắc Kinh có thể biểu dương khí thế quân sự tại vùng kế cận với Philippines, nhưng mà khi ấy đó sẽ gây rủi ro đụng độ và càng chứng tỏ cái bản chất hung đồ của mình thưa cô. Thưa ông, xưa nay Bắc Kinh vẫn giữ hai mặt đối ngoại có vẻ trái ngược. Từ khi trở thành cường quốc kinh tế, họ vẫn nói đến giá trị đạo đức của một nền ngoại giao văn minh và kêu gọi hợp tác với tổ chức quốc tế, nhất là Liên Hiệp Quốc, trong một số phạm vi nhất định. Trong khi đó thì về hành động hơn là ngôn từ, lãnh đạo Bắc Kinh liên tục vi phạm các hiệp ước quốc tế về ngoại giao, môi sinh, kinh tế và thậm chí cả quân sự nữa. Vậy bây giờ họ sẽ xoay trở ra sao thưa ông? Tôi nghĩ rằng phán quyết của tòa án đã thực sự đã đẩy Bắc Kinh vào chân tường, vì thấy là họ khó xoay trở trong cái trật tự quốc tế tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương đã thành hình từ 70 năm về trước. Trật tự quốc tế này đã thưa cô là do Hoa Kỳ và các nước dân chủ xây dựng từ năm 1945 trở về sau, trong đó có Liên Hiệp Quốc và nhiều định chế chuyên môn khác mà Bắc Kinh đã hợp tác sau khi cải cách từ năm 1980, trong đó kể cả cái Công ước UNCLOS. Trật tự quốc tế tại vùng Á Châu Thái Bình Dương đó lại là cái thế liên thủ giữa siêu cường Hoa Kỳ cùng các quốc gia bán đảo hay là quần đảo vây quanh lãnh thổ Trung Quốc như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cùng nhiều nước Đông Nam Á và cả Úc Đại Lợi. Và bây giờ thì Bắc Kinh muốn bung ra khỏi cái khu vực đó và thấy như là họ bị kẹt trong cái trật tự đó. Vì vậy đó, tôi nghĩ rằng nhìn về lâu về dài đó, lãnh đạo xứ này muốn tranh thủ riêng từng nước theo cái kiểu bẻ đũa từng chiếc đó, để dần dần thiết lập một trật tự khác có lợi hơn cho họ. Tôi nghĩ rằng là họ có tham vọng làm thay đổi cục diện từ Thái Bình Dương của Ấn Độ Dương, cho nên sẽ gây bất ổn lớn trong nhiều năm tới nữa thưa cô. Dạ, khi đó ta trở về với hoàn cảnh của Nhật Bản mà ông vừa đề cập trong phần đầu. Thưa ông, nếu Trung Quốc muốn thay đổi trật tự cũ thì nước Nhật sẽ làm gì ạ? Chúng ta không quên rằng Nhật Bản vẫn là cường quốc kinh tế, có kinh nghiệm chiến trận từ hơn 100 năm qua và đã nhiều lần đánh bại Trung Quốc cho tới khi bị Hoa Kỳ khuất phục từ năm 1945 và hoàn toàn chuyển hướng. Vì vậy mà từ năm 1947 đó, Nhật đã chấp nhận một cái trật tự mới thể hiện qua cái bản hiến pháp do Hoa Kỳ soạn thảo theo cái tinh thần từ bỏ mọi giải pháp quân sự ghi tại điều 9 trong cái bản hiến pháp. Nhưng mà khi mà Trung Cộng vùng dậy và lần lượt đe dọa quyền lợi sinh tử của nước Nhật trên vùng biển Đông Bắc Á và Đông Nam Á từ năm 2014 đó, thì Nhật Bản đã lặng lẽ suy diễn lại cái điều 9 của bản hiến pháp theo cái hướng tích cực, tức là cho phép lực lượng phòng vệ
của Nhật đã can thiệp ở bên ngoài, gọi là để bảo vệ các đồng minh. Giờ đây thì khi mà Bắc Hàn được phóng hỏa tiễn qua đầu và Bắc Kinh thì muốn xóa bỏ trật tự cũ và càng đe dọa hòa bình lẫn sự sinh tồn của Nhật đó, thì cái việc tu chính cái hiến pháp mà Thủ tướng Shinzo Abe đề nghị đó có thể tiến xa hơn. Tôi nghĩ rằng là Nhật Bản đã sẽ phục hồi lại cái giá trị tinh thần ái quốc truyền thống của dân tộc Nhật và dần dần đã bình thường hóa sự xuất hiện của nước Nhật như là một cường quốc quân sự. Bên kia Thái Bình Dương thì tôi cho rằng Hoa Kỳ sẽ rất hài lòng với cái mũi tên thứ tư đó, thì có Nhật Bản cùng đảm nhận trọng trách bảo vệ an ninh. Trong khi ấy chúng ta không quên rằng nội tình kinh tế và chính trị của Trung Cộng đã còn khó khăn hơn những gì đã xảy ra cho nước Nhật từ 20 năm nay, thưa cô. Dạ, Ban Việt ngữ đã cho tự do và Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.